Chào mọi người. Trong video clip này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách vẽ cặp bánh răng xoắn có trục xoay vuông góc với nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái pinion. Cặp đôi bánh răng này nó có cái hệ số chuyển là 1/4, tức là pinion nó sẽ có 8 răng và cái phần bánh răng nó sẽ có 32 răng. Module của răng bằng 2 và răng là có biên dạng răng là involute bằng chương trình SolidWorks. Đầu tiên chúng ta soạn một cái mở cái equation dialog box và soạn một số global parameter. Thông số đầu tiên là N1 bằng 8, N2 bằng 32, module M bằng 2, góc áp lực phi bằng 20 và cone pitch angle là delta 1 là arc tăng của N1/N2 14.0362 và cone pitch của gear phần bánh răng lớn là delta 2 bằng arc tăng của N2/N1 75.9638. Đầu tiên ta vẽ cái pinion, thành ra ta chọn cái delta bằng delta 1 và N là bằng N1 bằng 8 răng. Tạo một cái sketch trên front plan. Sketch 1, dùng lệnh vẽ center line. Tôi vẽ một cái hình như trên màn hình. Hai đường này có thuộc tính là thẳng góc với nhau. Vẽ thêm hai đường nữa như là trên màn hình. Dùng lệnh dimension. Tôi cho cái đoạn này nó có cái dimension bằng M, module M. Và tiếp tục dùng lệnh spark này, dimension. Tôi cho cái đoạn này nó có cái dimension bằng nhân cho module M.
kích thước này ở các dạng viên dạng răng bánh răng khác nó là 1.25 nhân em, nhưng đây là vì là cái răng bánh răng có trục xoay thẳng góc với nhau thành ra tôi lấy nó giá trị nó là 1.2 nhân em, để cho cái thân răng nó vững chắc. Và cái đoạn này là cái đoạn thịt thì tôi dimension, tôi cho nó một cái dimension là một cái góc bằng 2 độ. Tiếp tục dùng lệnh Smart Dimension. Tôi dimension cái góc này là góc họp giữa đường pitch line với cái trục thẳng đứng này là góc này là delta 1. Cho nó một cái dimension bằng cái góc delta 1. Tức là bằng cái góc delta trong cái bảng tính này. Tiếp tục dùng lệnh Smart Dimension. Tôi cho cái khoảng cách từ điểm pitch point này cho tới cái trục đứng này nó bằng cái giá trị là module m nhân cho cái số răng n. Và chia cho 2. M nhân n là cái giá trị đường kính của cái reference circle hay là pitch circle, và chia cho 2 là bán kính phân nửa. Ở đây nó giá trị nó bằng 8, đường kính nó là 16. Dùng lệnh Smart Dimension, tôi đo cái khoảng cách này. Khoảng cách này nó gọi là Cone Distance. Khoảng cách Cone Distance này nó bằng 33.045 ly. Và nó là một cái giá trị có tính cách driven, không thay đổi được, tùy theo cái góc delta này và cái đường, cái khoảng cách này. Dùng lệnh point, tôi chấm một điểm bất kỳ ở trên cái đường pitch line này. Và dùng lệnh Smart Dimension, tôi cho cái khoảng cách giữa cái điểm này và cái điểm pitch point này
nó có giá trị bằng khoảng 10 ly. Theo lời khuyên của các nhà chế tạo bánh răng thì là cái giá trị 10 ly này nó gọi là phase width của răng. Và cái giá trị này nó nhỏ hơn 1/3 cái giá trị cone distance. 1/3 của giá trị cone distance này là 11. Đây chọn 10 là ok. Tiếp tục dùng lệnh Smart Dimension, tôi gán cái vị trí, cái giá trị của cái khoảng cách giữa cái điểm vừa mới thực hiện, vừa mới tạo này và cái trục đứng này. Nó cũng là một cái giá trị được driven, có tính cách driven. Và tới đây, lên cái bảng tính này, tôi khai thêm một cái thông số nữa là Scale. Giá trị scale này nó sẽ bằng là cái khoảng cách này là tỷ số giữa khoảng cách này và cái khoảng cách này, tức là D8 của sketch 1 chia cho D5 của sketch 1. Cái này là cái độ thun của cái răng, tức là mặt dưới này là có giá trị 1 thì lên tới cái điểm này nó giảm xuống còn 0,7. Cơ bản sketch 1 tôi đã vẽ xong để định hình cái pinion. Nhấn Rebuild. Và tới đây ở trên tiếp Feature này, Reference Geometry này, tôi dùng lệnh tạo Plan. Và cái Plan đó, cái nó sẽ thẳng góc với cái đường Pitch Line này, và nó thẳng góc ở cái điểm Pitch Point này. Nó gọi là plan 1. Plan đó là plan 1 đây. Và tiếp tục dùng lệnh plan nữa, tôi tạo những cái mặt phẳng song song với plan 1 này. Và cái cách cái plan 1 này khoảng 2 ly. Và 10/5 tôi sẽ tạo được khoảng, cho cái khoảng cách 10 này thì tôi sẽ tạo được khoảng 5 cái mặt phẳng. Và mặt phẳng thứ 5 này nó sẽ đi qua cái điểm này trên màn hình. Đây là cái file đã chưa có tên gì hết, file này là file Part 1. Và lên lệnh file tôi sẽ save as. S Burger Module 2 X8. Và
bè pi nhông. Bây giờ tạm che cái những cái plan này đi và trở lại sketch mode này, edit lại nó, và dựa trên cái đường xương của sketch mode này tôi sẽ vẽ cái profile của cái pinion, dùng lệnh line bắt đầu từ điểm này. Lên tới điểm này, click chuột, đi dọc theo cái đường này tới một điểm bất kỳ nào đó, click chuột, kéo ngang check về phía dưới một chút. Khi đụng tới cái điểm đường này thì click chuột và kéo ngang cho tới cái trục thẳng đứng này thì là click chuột. Kéo thẳng đứng xuống tới khoảng cách này khoảng 15, click chuột và đi ngang, kéo ngang, click chuột và kết thúc ở cái điểm khởi phát này. Vì là răng bevel gear, thành ra cái đường này và cái đường này nó phải có cái thuộc tính là parallel, song song với nhau. Và cái đường này với cái điểm này, điểm cách cái plan 10 ly này, mặt phẳng là đường này nó phải đi ngang cái điểm đó thì cho nó cái thuộc tính là coincident. Cơ bản là bánh cái profile của cái pinion tôi đã vẽ xong. Và lên cái feature ribbon này tôi dùng lệnh revolve both and base. Và tôi xoay cái profile này quanh cái trục đứng này. Tôi được cái dạng của pinion chưa có răng. Và từ đây tôi có thể chọn cái vật liệu cho nó. Tôi tạm che cái này đây, cái feature revolve này đi, và tôi cho cái hình sketch mode này nó hiện lên. Bắt đầu tôi sẽ vẽ cái biên dạng răng. Biên dạng răng thì sẽ vẽ được thực hiện trên cái mặt phẳng plan 1, đi qua cái điểm pitch point này, tạo một cái sketch ở plan 1, nhấn normal tool, dùng lệnh xoay, xoay nhẹ và dùng lệnh convert entity, convert những cái điểm chủ chốt này điểm pitch point, cái điểm của đỉnh răng, bốn điểm chủ chốt đó. Ok, và tới đây tôi có thể che cái sketch mode này đi và click normal tool để nhìn trực diện với cái mặt phẳng vẽ, tức là mặt phẳng plan 1 đường vẽ cái sketch 2. Sketch 2 hiện giờ nó có bốn điểm, điểm pitch point ngay trục và
dùng lệnh Centerline. Tôi vẽ một cái đường nằm ngang từ đây cho tới cái điểm pitch point này. Và dùng lệnh vẽ vòng tròn. Tôi vẽ những cái vòng trên cái điểm, trên cái đường này, chọn tâm trên cái, là một điểm bất kỳ nào đó trên cái đường ngang này, và đi ngang cái điểm pitch point này. Và cho nó cái thuộc tính là for construction. Vẫn dùng lệnh vẽ vòng tròn, tôi vẽ tiếp một cái vòng tròn nữa đi qua cái điểm đỉnh răng này. Và cũng cho nó cái thuộc tính là for construction. Tiếp tục dùng lệnh vẽ vòng tròn, tôi sẽ vẽ cái một cái vòng thứ ba này là vòng cơ sở, base circle. Và tôi cũng cho nó cái thuộc tính là for construction. Nên nhớ tất cả các vòng ba vòng tròn này đều có tâm hiện giờ đương là một điểm bất kỳ ở trên cái đường ngang này. Và từ đây tôi sẽ dùng lệnh Smart Dimension để tôi xác định từng vòng một. Đầu tiên là cái vòng Pitch Circle này. Cái vòng Pitch Circle này nó sẽ có giá trị là bằng M mà nhân với N. Có đường kính bằng M mà nhân N. Tức là pitch circle diameter. Ở đây nó sẽ là có giá trị là 16, 8 x 2 bằng 16. Và vì là biên dạng involute, thành ra cái đường kính của cái base circle này nó sẽ có giá trị là tùy theo cái góc áp lực. Nó sẽ bằng cái giá trị này, pitch circle diameter nhân với cos của góc áp lực là góc phi. Góc phi đây bằng 20 độ. Như vậy là ta thấy cái điểm bất kỳ mà ta chọn làm tâm vòng tròn hiện giờ nó đã đi về phía đây rồi, để nó phù hợp với cái giá trị, những cái giá trị này. Bây giờ lên lần XP line này, mở ra cái menu con của nó ra và dùng lệnh Equation Driven Call để vẽ cái đường involute theo các thông số parametric. Cái giá trị XT này thì tâm zero đương ở đây. Tôi muốn dời về cái tâm vòng tròn này, tâm vòng tròn, vòng tâm của cái vòng base circle này, thì tôi phải trừ đi cái giá trị là bán kính này, bán kính D1 sketch 2 nhân với chấm 5. Thành ra trên cái XT này tôi sẽ gõ trừ D1 upsketch 2
nhân với 0.5. D1 sketch 2, D2 sketch 2. Tức là xt, tọa độ xt của cái đường involute này nó sẽ bằng cái giá trị là d1 at sketch 2 nhân với 0.5 cộng với bán kính này, bán kính của cái vòng cơ sở là d2 a móc sketch 2 nhân với 0.5 nhân với cos của t cộng với t nhân sin t. Và cái tọa độ y của nó, yt của nó sẽ là d2 a móc sketch 2 nhân với 0.5 nhân với sin t trừ đi t nhân cộng nhân với cos t. Và biến t này từ 0 cho tới 0.8. Chấm 8 này nó chưa cắt được cái vòng tròn đỉnh răng. Tôi cho nó bằng 0.9. 0.92 đi. Rồi nó sẽ đã cắt được cái vòng tròn đỉnh răng. Click OK. Tức là cái đường involute nó bắt đầu từ trên cái vòng cơ sở này nó đi ra.
Và tôi sẽ dùng lệnh xoay Rotate Entity này. Tôi xoay cái đường Involute này. Tâm xoay của nó là tâm vòng tròn cơ sở. Và góc xoay của nó là tôi xoay nhẹ một góc khoảng chừng 5 độ, 6 độ. Dùng lệnh Centerline. Tôi vẽ một cái đường từ tâm vòng cơ sở tới cái điểm khởi phát của đường Involute. Tiếp tục dùng lệnh Centerline, vẽ một đường nữa từ tâm vòng cơ sở đến giao điểm của đường Pitch Circle và đường Involute này. Và nếu các bạn vẽ đúng thì cái góc nhỏ này, dimension này, nó có giá trị ở cái module M bằng 2 này thì là nó có cái góc này nó sẽ có giá trị bằng 0.85 độ. Và tiếp tục dùng lệnh Smart Dimension, tôi dimension cái cung này theo cái vòng cơ sở. Cái cung này nó sẽ có giá trị là pi nhân với m, pi nhân với module m, pi nhân với module m tức là pitch circle, tức là bước răng đo theo cái trên cái vòng pitch, chia cho 4. Ok. Cái cung nhỏ này nó sẽ có giá trị là 1.57 ly, tức là pitch circle chia cho 4. Giá trị chính xác của nó là 1.571 ly. Bây giờ dùng cái lệnh vẽ cung center point, lấy tâm của điểm pitch point này, tâm là điểm pitch point này, và cái đĩa bán kính của nó là cái điểm đáy này, cái điểm của đỉnh răng của cái răng kia, và tôi đi tới đụng tới cái đường này thì thôi. Và dùng lệnh SP line, tôi vẽ một đường từ cái điểm này cho tới cái điểm khởi phát của đường Involute. Giờ dùng lệnh Mirror Entity, tôi mirror tất cả các đường vẽ này qua cái trục ngang này. Make sure nó là cái điểm này và cái đường base circle này nó phải coincident. Và cái điểm này
và cái đường cơ sở bicycle này nó cũng có thuộc tính là coincident. Đây là cái dạng thô của mà biên dạng răng. Bây giờ tôi sẽ dùng cái lệnh fit SP line này, tôi làm mượt cái biên dạng răng này. Rồi có cái đường này. Và tôi không có chọn cái, tôi bỏ chọn cái close SP line này đi. Tôi muốn đường SP line của tôi nó mở, nó hở, chứ không phải là đường SP line kín. Và cái đường này, và cái đường này, chọn tiếp cái đường này, chọn cái đường này, và cái tolerance này tôi chọn cái bán kính tôi tăng lên từ từ. Cho đến cái giá trị là 2.56 ly. Click OK. Cái biên dạng răng của tôi đã làm được là trơn tru rồi đó. Tức là giữa giao điểm của các đoạn này của nó là nó tăng răng với nhau, nó có cái tiếp tuyến chung ở các đĩa giao điểm này. Review đó. Đó, biên dạng răng của tôi đó là như vậy. Bây giờ lên sketch 6 này, chứ lên cái plan 6 này tôi tạo một cái sketch khác là sketch 3. Và tôi convert cái entity này của tôi, tôi convert dùng lệnh convert entity, tôi convert cái đường SP line này. Đây là cái đường mà trên plan 6. Và tôi dùng lệnh scale entity này để tôi thu nhỏ cái biên dạng này lại theo tỷ lệ là 0.7. Thu nhỏ quanh cái điểm nào, quanh cái điểm pitch point này, và tỷ lệ là scale của tôi là 0.7. Và click review. Và trở lại cái góc xem cũ. Dùng lệnh surface, tôi tạo cái lofted surface. Và tôi có một cái mặt cắt của răng. Dùng lệnh sketch và mở cái monocon convert entity này ra, dùng lệnh intersection call. Và tôi tạo cái đường cắt giữa mặt phẳng surface lob 1 này với cái mặt plan 1. Plan 2, plan 3, plan 4,
Plan 5, Plan 6, và tôi có một cái đường 3D sketchbook. Đường 3D sketchbook này chuyển cái hình xem từ top view vào cái phần mặt cắt này, tôi tạm thời tôi che nó đi, còn lại cái phần khung xương này, và mở cái menu con move entity này, dùng lệnh rotate entity, tôi rotate những cái phần tử của đường 3D sketch 1 này, rotate cái phần này, tâm xoay của nó là 0 0, và góc xoay của nó là 10 độ. Và tiếp tục dùng cái lệnh rotate entity để xoay tiếp cái phần tử thứ hai này. Tâm xoay cũng là góc tọa độ 0 và góc xoay là 20 độ. Cứ mỗi lần tăng lên 10. Rotate cái phần tử thứ ba này, 0 0, 30 độ. Và lại rotate cái entity, cái phần tử thứ tư này, 40 độ. Và cái phần tử cuối cùng trên cái plan 6, cuối cùng là 50 độ. Sau khi xoay các độ mấy phần tử của nó, tôi click cái lệnh rebuild và dùng cái lệnh surface loaded này, tôi tạo cái mặt cắt cái mặt cắt của răng xoắn trên pinion, nó sẽ như có dạng như thế này. Và click chọn cái màu của nó, cho nó màu đỏ này. Bây giờ cho xuất hiện lại cái phần này, chuyển sang cái phần trong suốt để nhìn rõ, và dùng lệnh extend surface này, tôi extend cái đường viền này và extend cái đường dưới này mỗi chiều 1 ly, để bảo đảm rằng cái mặt cắt này nó cắt toàn bộ cái plan gear của tôi. Và
Xong rồi tôi dùng lệnh cut with surface và tôi cắt cái plank gear này. Mặt cắt này cắt xong răng rồi thì tôi che nó đi. Đây tôi có một cái răng involute của pinion. Và pinion này tôi cho nó trở lại cái hình, bỏ tròn cái trong suốt đi. Pinion này là pinion có 8 răng module M bằng 2. Thì quay cái ribbon feature này và chọn cái circular pattern, lệnh circular pattern này. Và tôi cho cái phần feature to pattern này là cái phần cắt, răng cắt này. Và cái instant này là 8 răng bố trí quanh cái mặt này. Ta đã vẽ xong cái pinion. Pinion răng xoắn 8 răng module M2 dạng răng involute. Cái sketch 1 này tôi cho hiện hình lên để tôi chuẩn bị cho cái phần lắp ráp. Click Save File. Tôi đã có một cái file vẽ pinion. Phần hướng dẫn đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.